Tập 5. Bân tử, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Mẹ, nhìn con ấp a ấp úng kìa. Có gì mau nói. Không có gì. Con và Phượng Nhi có vài điều muốn nói với ba mẹ. Phượng Nhi, không phải em có chuyện muốn nói với ba mẹ sao? Phượng Nhi, có chuyện gì cứ nói đi. Là bọn con có một món ăn không biết phải làm sao, nên muốn hỏi ba. Không biết hôm nay tâm trạng của ba có tốt không? Nếu không tốt thì để hôm khác cũng không muộn. Con đi rửa bát đi. Anh mở cửa cho em. Hai cái đứa này hôm nay nói cái gì vậy không biết. Có quỷ thần mới biết. Nhưng chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì. Uống trà đi. Sao em không nói? Anh còn nói em. Sao anh nhát như vậy? Không phải anh nhát. Anh thấy hai ông bà có vẻ không vui. Anh mà mở miệng chắc chắn ba sẽ nổi trận lôi đình. Anh sợ lỡ nhắc tới bà già không chịu được, cứ ở đó mà chém. Bân tử, em đúng là không hiểu nổi. Anh cũng là người hơn 40 tuổi rồi, sao lại sợ ba như vậy chứ? Cũng không phải là anh sợ, tại vì anh có bóng đen tâm lý trong lòng. Em không biết hồi nhỏ ba mẹ đánh anh như thế nào. Mắc có chút lỗi mà đánh tới thừa sống thiếu chết. Cái gì mà roi giọt thì con mới có hiếu chứ. Ông ấy là quân phát xít đấy. Em không hiểu đâu. Tuổi thơ của anh là một thế giới bi thảm. Hồi nhỏ anh nhìn bầu trời chưa từng thấy màu xanh kia kìa. Cứ vậy mà dạy dỗ anh thành con người bây giờ. Em thấy ba đánh anh vẫn chưa đủ đâu. Anh trở thành thế này đều tại ông ấy ép. Ở đâu có bức tường, ở đó có phản kháng. Anh còn trách người khác nữa. Chỉ biết chém gió thôi. Em cũng nhìn ra, cứ ở đó mà mong anh với ba đấu nhau chẳng có kịch hay. Có kịch, không được mâu thuẫn trực tiếp. Phải dùng chiến thuật du hồi. Phượng Nhi, quan của chúng ta có thể tiếp tục giữ vững hay không? Đều hy vọng vào em đấy. Sao lại chỉ hy vọng vào em chứ? Em là cô gái nơi khác. Cứ vậy, gái vào nhà anh đã là phúc lắm rồi. Anh không thấy mấy năm nay ba không hề nhìn em một cách dễ chịu sao? Anh là người ba thương nhất. Ông ấy lúc nào cũng nghĩ em không xứng với anh. Nói em đi đấu với ba, không phải tự đi tìm chết sao? Vậy phải làm sao đây? Nhưng nhà hàng của chúng ta đã đi tới cửa cuối cùng rồi. Nếu không có 20 dạng này thì không thể duy trì được nữa đâu. Chúng ta hết đường rồi. Phải đó. Nhưng nếu như phải nói trực tiếp với ba, lỡ đâu ba giận thì chưa biết chừng sẽ quét chúng ta ra khỏi cửa luôn ấy. Không thể xung đột trực tiếp, cũng không được đánh lòng vòng. Hết cách rồi. Qua đây. Được không? Như vậy có được không? Thì còn nước còn tát thôi. Chia quân hai ngã. Hay, hay lắm. Đúng là giống với Dương Bảo Lâm. Không hát hết rồi. Ông cứ khen đi.
征服了塞浦西东。关风岛解毒使人，嘿，嘿，哇！慌忙恩重。Thầy, cảm ơn thầy. Lão Trang, ông hát hết kịch chưa? Bọn tôi đang chơi cờ, sao ông lại... Ông đừng có khóc tang nữa. Lão Trang, nói câu thật lòng. Mấy ngày nay đám bạn già chúng tôi ngày ngày đều nghĩ tới bữa tiệc rượu hôm đó ở nhà ông. Nghĩ tới mà chảy nước miếng, chứ còn gì nữa. Ăn được bữa cổ của ông, bọn tôi về nhà ăn gì cũng không thấy ngon nữa. Đúng vậy, cha đại ca, có phải ông nợ tôi một bữa rồi không? Hôm đó tôi chưa được tham gia bữa tiệc nhà của ông. Có phải ông đây bù đắp cho tôi một bữa hay không? Phải, phải đó. Nên bù, không bù là không được. Mấy ông đừng có hùa theo. Vậy đi, vì em gái Điền của chúng ta, trưa mai tôi bày tiệc rượu phục vụ mọi người. Lão Trang, chúng ta hẹn rồi đấy. Ngày mai ông không được cho bọn tôi ăn mấy món giống hôm trước đâu. Không thiếu. Hay lắm. Nói thật nhé, Thoạt nhìn anh đúng là rất có tinh thần. Cái gì bà Thoạt nhìn trông còn trẻ hơn cả em, như mới 30 ấy. Với điều kiện của anh, kiếm một chị dâu trẻ xinh đẹp về không thành vấn đề. Cậu nói thật sao? Thật đấy. Nói nghe lọt tai làm sao? Có mắt nhìn. Đáng tiếc. Đền tốt mà bao bì không tốt. Sao lại không tốt chứ? Phải, anh không mặc đồ hiệu, nhưng mặc như vậy cũng có mất mặt lắm đâu. Quần áo thì còn tạm, chỉ là linh kiện không xứng với khí chất của anh. Linh kiện gì? Vì cái đồng hồ anh đeo này, thời đại nào rồi còn đeo Casio? Có bủn xỉn không chứ? Anh đeo cái này ra đường, nói là anh em còn thấy mất mặt đó. Phải phải, cái này đúng là có hơi cũ, nhưng mà chính xác lắm, đâu cần thiết phải thay. Bây giờ có cái đồng hồ nào không chuẩn, tháo ra đi. Tháo ra anh đeo cái gì? Trong nhà anh có mỗi cái này. Được được, cậu đi làm việc đi. Đeo cái này đi. Cái này là năm ngoái cậu bán lại căn nhà hướng biển chơi lớn mua được đấy sao? Đúng, 007 Jambon, bản giới hạn thập niên 50. Em biết anh thích nó không phải ngày một ngày hai. Đẹp thật, cầm đi cầm đi. Thôi thôi, lần trước mượn cậu để tham dự sự kiện lớn cho quay, cậu còn bủng xỉn mãi không cho mượn. Cậu bảo tôi cầm đi. Hai anh em chúng ta sao đó cái gì? Anh bảo mượn không phải là mắng em sao? Tặng cho anh đấy. Thật sao? Thật. Tặng anh à? Còn giả được. Đeo đi. Lên dây tự động đấy. Không to chứ, vừa vừa đẹp. Nhìn đây, y như của anh. Cậu xem, hợp chưa? Đẹp quá. Thay đổi luôn khí chất rồi. Phải phải, có khí chất. Hơn hai dạng đó, khác ngay. Hơn hai dạng à? Tặng cho anh. Phải. Thì em thấy anh cứ một mình mãi cho nên sốt ruột. Anh là anh ruột của em. Phận làm em sao có thể không lo được. Chỉ có cái đồng hồ thôi. Bớt bớt trò này lại đi. Nói xem, muốn anh giúp chuyện lớn nào?
Sao lại thẳng thắn như vậy chứ? Cho anh đoán đấy, cái trò cõng con của cậu mà đòi qua mắt anh sao? Nói đi, chuyện gì? Phượng Nhi, sao các con dám? Thì bọn con không muốn ba phải nhọc lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà hàng sẽ phải đóng cửa mất. Tính ba con đâu phải là không biết, chuyện lớn như vậy mà để Bưng Tử quyết sao? Như vậy thì phải làm sao để ba con biết ông ấy sẽ phát điên lên mất? Vì biết tính của ba nên mới chỉ dám nói với mẹ đó. Trong nhà người ba nghe lời chỉ có mỗi mẹ thôi. Mẹ giúp tụi con đi. Chuyện này mẹ nghĩ mẹ nói cũng không có tác dụng gì đâu. Mẹ, con xin mẹ giúp tụi con với. Tụi con cũng hết cách rồi. Kể cả mẹ mặc kệ con và Bưng Tử, vậy còn anh cả và chị dâu, còn cả mặt mũi của ba thì sao? Con sợ lỡ nhà hàng sạc nghiệp làm ba tức tư đổ bệnh. Con đừng sốt ruột, đừng khóc, đừng vội. Để mẹ cân nhắc xem. Cảm ơn mẹ. Thuê nhà. Đừng anh, cầm đi. Mau cầm đi. Đợi đã anh à. Thuê nhà, cậu uống nhầm thuốc rồi sao? Anh à, chuyện của em đã nói hết rồi. Bọn em cũng cùng đường. Chú ba, cậu nói anh biết, nói sao đây? Sao cậu lại thảm như vậy? Sao đây? Năm hạn mà, đen đuổi lắm. Uống miếng nước lạnh cũng mắc răng, xì hơi cũng đánh phải chân sau. Bọn em hết cách thật rồi. Anh nói cậu thật này. Nói thật không phải là anh không giúp cậu, mà thực sự là không giúp được. Cậu mang nhà mình đi cho thuê. Chuyện lớn như vậy, phía ba chắc chắn là không đồng ý. Em không bắt anh nói tốt cho em. Về phía ba anh không cần lo. Chỉ cần lúc ba hỏi, anh đừng hùa theo, đừng phản đối là được. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy thôi. Vậy ý cậu là chỉ cần anh không phản đối thì cái đồng hồ này cậu sẽ tặng anh sao? Không phản đối em tặng đồng hồ cho anh. Không đúng chú ba. Cậu cho thuê nhà đi cũng là để giữ lại nhà hàng của chúng ta. Phải, làm được là chuyện tốt. Anh xem. Được rồi, được rồi. Không nói gì nữa, anh giúp cậu. Anh giúp cậu. Cậu cho thuê phòng rồi thì ba người nhà cậu ở đâu? Dù sao anh hai làm việc sinh sống ở anh cũng không về nước nữa. Nhà cũng chỉ để không, thì để bọn em ở đó cho xong. Được, vậy cậu nói chuyện với chú hai. Nếu chú ấy không có ý kiến thì anh cũng đồng ý. Được, 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 như vậy thì được. Quan trọng là ở ba. Anh giúp bày mưu xem làm sao qua được cửa ải của ba. Cái này để anh phân tích cho cậu. Muốn qua cửa ải của ba, bắt buộc phải đồng thời chuẩn bị ba điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không được, không được. Mình phải cho thêm tí nước tỏi, không thì không đủ vị. Cho mình một ít. Cho cậu nè. Nói cậu nghe, lúc đói phải làm một bát mì nóng như vậy, vừa đỡ thèm vừa chống đói. Phải, ăn thì phải ăn cho ra hồn, mới phê mới đủ đô được. Chính xác.
Sao cậu không ăn vậy? Mùi quá, mình không muốn ăn. Vậy mà tự xưng là thánh ăn hàng. Đây là món ăn chính cống Bắc Kinh đấy. Cậu có phải người Bắc Kinh không? Nhà mình tám đời tổ tông đều là người Bắc Kinh, nhưng đâu phải người Bắc Kinh nào cũng ăn thứ này. Nếu cậu không thích, để bọn mình chia nhau. Lấy đi, lấy hết đi. Không phải chứ. Sao vậy, sao mà ngạc nhiên vậy? Hiểu Hiểu, xem điện thoại của cậu đi. Nhiều fan như vậy, 300.000 người thích, hơn 8.000 bình luận, 2.000 lượt chia sẻ. Hạng Đông nổi tiếng rồi sao? Nổi tiếng, chắc chắn là nổi tiếng rồi. Mình nói mà, Hạng Đông là người có thực lực. Không, mình thấy cô ấy hát hay nên chỉ đăng bừa thôi, không ngờ lại nổi. Chứ còn gì nữa, Hạng Đông đẹp trai như vậy, không cần phải hát. Chỉ cần nhìn vào máy quay là các cô chết mê ngay. Chứ đừng nói là có tài như vậy. Hiểu Hiểu à, xem cậu kéo nhiều fan như vậy cho Hạng Đông. Cậu không sợ cậu ấy bị mấy em gái bê đi mất sao? Mình muốn còn chẳng được đây. Nếu mà video này mà quán bar của anh Thuận Tử nổi tiếng, mình sẽ tìm anh Thuận Tử đòi chia phần. Vậy thì ăn nhanh đi, lát nữa qua quán bar quay thêm mấy video nữa cho cậu ấy. Phải đăng một series luôn, đăng lên mạng quảng cáo. Mình đảm bảo chỉ trong một tuần sẽ tăng lên 500.000 fan. Còn đợi gì nữa, chúng ta đi. Đi thôi, mau lên. Sao cậu lại đạp phanh? Thì cậu bảo mình đợi mà. Mình bảo mình đợi, ý là để chúng ta bình tĩnh lại, nghĩ ngợi, chứ không phải bảo cậu đạp phanh. Vậy sao cậu không nói rõ ra? Hiểu Hiểu, suốt cuộc cậu nghĩ sao? Mình là đang sợ chúng ta cua chiên múa trống đi nói cho Hạng Đông, còn cậu ấy không những không vui còn lật mặt với chúng ta. Nói cũng phải, người khiêm tốn như Hạng Đông chắc chắn là không thích gia chạm nhiều. Vậy thì mình phải nói trước, chuyện này không hề liên quan gì đến mình nhé. Mình không biết đâu. Nhìn xem cái nết của cậu, cậu chưa làm gì mà đã nhát như vậy. Hay đấy. Hay là chúng ta đừng tự làm trò vô ích nữa, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Mình tán thành. Chuyện này giấu được một lúc không giấu được cả đời. Không ngăn được fan mò lên phone của cậu ấy đâu, thì giấu ngày nào hay ngày đấy. Vậy chúng ta có đi nữa hay không? Đi chứ, quay tiếp đi. Đi. Hai ngày trước uống nhiều quá. Sao anh biết? Em lừa được ba mẹ chứ không lừa được anh đâu. Em hẹn Hạng Đông đi uống rượu bao giờ, anh biết hết. Phải rồi, anh Thuận Tử, em cứ thắc mắc mãi. Anh nói xem mấy quán bar khác cứ cách 3-4 ngày lại đổi ca sĩ để đổi gió thu hút khách. Chỗ này của anh lâu như vậy rồi, cứ để mỗi Hạng Đông hát. Anh không sợ khách nghe chán rồi không chịu đến nữa sao? Ba đứa em nghe chán rồi chứ. Đừng có lấy ba bọn em ra làm trò đùa. Hạng Đông xuân hạ thu đông đều ở đây, 365 ngày thì biến mất nửa năm. Nhưng nửa năm đó bọn em ít ghé. Anh phải nói em nghe, hôm nay anh nói em nghe nguồn gốc nhân duyên của anh và Hạng Đông. Anh mau nói đi. Anh có biết tại sao kể cả lúc cậu ấy không ở đây anh cũng không mời ca sĩ khác gì không? Không thay cậu ấy đâu. Biết tại sao không? Tại sao? Cậu ấy là chủ nhà đấy. Cái gì? Nhà này không phải là bọn anh vẫn ở đó sao? Phải. Nhà thì đúng là bọn anh vẫn ở, nhưng bất động sản là của nhà Hạng Đông.
Trước đây tiền nhà anh đều đưa cho một người trung gian. Nhưng có một ngày bọn trung gian dẫn cậu ấy, còn cầm theo giấy tờ nhà tới tìm anh, nói sau này tiền nhà cứ đưa cho cậu ấy. Tiền nhà nộp nhiều hay ít do anh quyết. Nhưng yêu cầu duy nhất của cậu ấy là cậu ấy muốn được hát ở đây. Chuyện này, cậu ấy hát ở đây, anh trả lương cho cậu ấy, xong rồi tiền nhà anh lại đưa cho cậu ấy. Nói đi nói lại, cậu ấy mới là ông chủ của quán bar sao? Phải. Nhưng anh nghe bạn trung gian nói ông cậu ấy ở Hồng Kông làm ăn được lắm. Chỗ này là tài sản của ông cậu ấy. Chuyện này em đừng có hỏi cậu ấy. Cậu ấy không muốn nhắc tới chuyện này đâu. Cậu thích chơi trò thần bí. Thần bí lắm đấy. Anh cũng không hiểu nữa. Em nói xem, chàng trai này ở nhà ăn no mặc ấm không thích, cứ thích chạy tới Bắc Kinh làm ca sĩ. Em bảo cậu ấy có ý đồ gì? Em nghĩ em biết cậu ấy đang có ý đồ gì. Ý đồ gì? Tự do. Thành phố Bắc Kinh lớn như vậy mà chẳng ai quản cậu ấy. Muốn hát thì hát, quan trọng vẫn có tiền tiêu thì sống quá sướng luôn rồi. Anh thật là không hiểu, đám trẻ sinh chín mấy bọn em trong đầu nghĩ cái gì? Tự do gì? Như vậy mà còn không tự do còn muốn thế nào? Vậy thì còn phải xem là ai. Anh nhìn em xem, vẫn đi làm sớm tối. Em còn phải ngưỡng mộ cậu ấy nữa. Em ngưỡng mộ cậu ấy, còn biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ em. Em phải nghĩ xem chứ. Uống ít thôi, đừng có uống nhiều, không ba mẹ em lại tìm anh. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Cô Lý à, trả phòng, tính tiền. Dạ được, thưa anh Holman. Anh đã chỗ bọn tôi lâu như vậy rồi, sao lại nói đi là đi ngay thế? Anh phải về nước à? Không không, tôi tìm được chỗ ở tốt hơn rồi. Tôi phải đi hưởng thụ cuộc sống của người Bắc Kinh thật sự đây. Nào nào, để tôi mở cửa cho ông. Từ từ thôi, từ từ. Cẩn thận bậc thang đấy, cẩn thận. Hôm nay các ông ăn uống thế nào? Không kém cạnh bữa trước. Còn phải nói không có món nào trùng cả. Không phục cao nhân thì chết. Tài nghề bếp núc của lão Trang nhà chúng ta là nhất đấy. Một từ thôi, tuyệt. Chúng ta nói thẳng vào chuyện chính nhé. Trời đại ca, lần này ăn cơm ông mời không chỉ là ngon, quan trọng là học vấn. Liên quan tới việc ăn uống mà ông nói, tôi nghe đến đơ cả người. Như vậy đi, hôm sau tôi tổ dân phố sắp xếp cho ông một buổi diễn thuyết, để ông thuyết trình với mọi người về ẩm thực truyền thống Bắc Kinh. Chuyện này nghe hay đấy. Anh nói em gái nghe, ban nãy tôi mới nói mấy cái giặt giảnh thôi. Nó phải diễn thuyết thật, không phải chém. Tôi có thể giảng cả tuần không bài nào trùng nhau, đúng chưa? Quan trọng là tôi còn có tuyệt chiêu công thức các món ăn có thể chữa bệnh, đúng là phải phổ cập cho mọi người. Bình thường ốm sốt đau đầu không cần đi bệnh viện. Như vậy thì quá tốt, chúng ta hẹn rồi nhé. Nhất trí rồi. Nhưng mà em gái, bà phải phát giấy mời cho tôi. Ông yên tâm, để tôi làm cho ông một cái giấy mời da đỏ. Vậy mà là giấy mời sao? Sao tôi nghe giống giấy gọi của viện kiểm sát vậy? Ông cứ nói lung tung đi. Chuyện này, xem ông già vui chưa kìa. Vậy thì hay quá. Lát nữa nói năng cho hẳn ngôi. Anh học thuộc lòng rồi, yên tâm đi. Sao cô ta đã tới rồi? Náo nhiệt quá. Xin chào mọi người. Sao cô lại tới đây? Cậu muốn làm cái gì? Chắc không làm gì hết, chứ chỉ đến đây ở thôi. Cái này mới nha. Nhà ông còn có họ hàng bên Tây à? Không phải, cậu nói rõ tôi xem nào. Suốt cuộc là sao? Ba không sao, không sao. Cậu ấy tới tìm con. Anh Trang, tôi đang muốn tìm anh. Sao rồi, anh đã dành phòng ra cho tôi chưa? Hôm nay tôi muốn vào ở luôn.
Ở cái gì mà ở? Ra đây, ra đây. Đứng lại đó. Chí Bân, cậu ta nói vậy là ý gì? Không có gì. Cậu ta uống nhiều nên nói bậy thôi. Cháu không uống, cháu có uống gì đâu. Bác à, lần trước cháu chưa tự giới thiệu, bác đã đuổi cháu đi rồi. Bây giờ cháu xin chính thức tự giới thiệu cho bác một lần. Cháu là người Đức. Cháu là David. David Holman. Tôi không cần biết David nào hết. Đây là nhà của tôi. Suốt cuộc cậu muốn làm gì? Đây cũng là nhà cháu. Đây, cháu cũng ở trong nhà này. Cậu nói cái gì vậy? Đây là nhà của cậu sao? Ông già, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Tôi hiểu rồi, để tôi về phòng nói với ông. Ba bớt giận đi. Tôi cho cậu biết, không biết cậu là cái đồ hâm của nước nào, nhưng chỗ này không chào đón cậu. Cậu đi ra đi, chứ không đi đâu hết. Trang Chi Bân, anh giải thích đi. Chuyện này là sao? Tại sao bác ấy lại đuổi tôi đi nữa? Cậu ăn nói bậy bạ. Cậu kỳ kèo với ba tôi làm gì? Tôi không kỳ kèo, là ba anh không nói lý. Chí Bân, cậu giải thích đi. 5 lần 7 lần cậu ta chạy tới chỗ này, suốt cuộc là muốn cái gì? Ba, cháu muốn làm gì ơi? Cháu nói cho bác biết cháu muốn làm gì. Đây là hợp đồng thuê nhà cháu ký với Trang Chí Bân. Anh ấy cho cháu thuê nhà rồi. Cháu trả cả tiền thuê nhà cho anh ấy rồi. Cháu là cư dân hợp pháp của căn nhà này. Lão Trang, theo lý mà nói, ông cũng đâu cần phải làm tới mức này. Dù gì cũng là ông chủ một nhà hàng, sao phải khốn đốn như vậy? Ông ơi, đừng làm ơn đổ thêm dầu vào lửa. Ông bớt nói lại đi. Ba à, ba, ba à. Lão Trang, cản mấy lại đi. Nói chuyện đàng hoàng đi. Nè, nói chuyện đàng hoàng đi. Ông đừng có động tay động chân. Ông đừng giận, đừng giận. Ông già. Này ông già, Trang Chí Bân. Kìa ông lão à, bà cháu không xong rồi. Mau về đây, mau quay lại đi. Kìa ông lão. Trang Chí Bân, anh David. Trang Chí Bân, hôm nay anh giải thích rõ ràng cho tôi. Giải thích cái gì? Giải thích cái gì? Cậu làm hỏng hết chuyện rồi còn bắt tôi giải thích. Tôi hỏi anh một việc. Chủ nhân ngôi nhà đó là ai? Tất nhiên là ba tôi rồi. Tôi hiểu rồi. Anh không phải là chủ nhà, mà là dám ký hợp đồng với tôi. Còn dám lấy tiền thuê một năm của tôi. Anh biết hành động này là gì không? Đừng có mà trợn mắt gặp bạn với tôi. Anh có biết hành vi này là gì không? Hành vi gì? Đây là lừa gạt trong kinh doanh. Tôi cho anh biết. Tôi nói ông ấy lâu rồi không đến. Nhìn tóc ông xem. Các cái tiệm uống tóc sao? Chẳng có tạo hình gì hết. Ông nói xem ông lớn tuổi rồi, còn đua đòi thời thượng làm gì? Phải rồi, mấy hôm trước trời lạnh, ngại ra ngoài. Hôm nay trời ấm áp nên chạy tới chỗ của ông. Nói đi, ông có tâm sự gì? Không có gì, không có gì đâu. Từ nhiều năm trước, cứ hễ như mỗi lần ông có chuyện buồn, ông lại tới chỗ của tôi ngồi. Bao nhiêu năm rồi, ngồi chỗ này của ông, tĩnh tâm. Ông ấy, con người của ông,
Hiếu thắng lắm. Chuyện gì cũng muốn giành số 1. Vậy sao? Có không à? Ông nói từ đời tổ tiên rồi đến đời của ông đều là đầu bếp của Búi Lạc gia. Theo lý mà nói, ông cũng chỉ là một người hầu. Hồi nhỏ ông đã thích tính cách của phủ Búi Lạc. Giải phóng rồi, ông còn lấy được cách cách thật luôn đấy. Vậy thì sao? Chúng ta xếp chuyện này qua một bên đã. Với lại, ông chỉ là một đầu bếp. Ông nghĩ làm tốt gì của mình là xong sao? Không được, cái gì cũng phải học chứ. Năm đó ông bái sư học hành nhất giả cũng là chuyện tốt. Bây giờ ông cũng được coi là món gì cũng làm được rồi. Ông nói xem, con người ta trên đời này nếu không có chí cầu tiến, không biết giữ thể diện thì sống còn có ý nghĩa gì? Ông nói cũng phải. Nhớ năm đó, một bữa tiệc quốc gia được công nhận là chiến sĩ thi đua. Đợi một chút, tóc rơi vào cổ áo rồi. Ông là đầu bếp nổi tiếng kinh thành, phải giữ mặt mũi cho oai phong. Hồi trẻ tính hiếu thắng, bây giờ tôi nghĩ làm cái nghề này làm càng lâu tôi thấy danh lợi gì đó thật chỉ là vật ngoài thân. Ông nói phải, góp chút công cho nhân dân, vì nhân dân cả. Ông còn nhớ ông nội của ông năm xưa đặt cho cái tên Di Thiên này là để nhắc nhở ông không được quên những món ăn ông làm là để cho ai. Về điểm này không ngày nào tôi quên. Hơn nữa tôi vẫn luôn làm như vậy. Nói thật lòng, ông có biết các món ăn ông làm tại sao lại có mùi vị khác với người khác làm không? Hơn nữa còn rất ngon. Cái này tôi chưa nghĩ tới. Vậy tôi hỏi ông, trong nghề của ông chú trọng điều gì? Nghệ, đức. Lấy nghệ làm cái tâm, lấy đức làm cái hồn, truyền thụ tài nấu bếp phục vụ mọi người. Nói rất hay. Chú trọng tài, nghệ, tâm, đức, truyền thụ, làm việc vì nhân dân. Không chỉ riêng cái nghề của ông, ngành nghề nào cũng như vậy. Lấy an thân gửi phận làm căn bản. Nếu xã hội này của chúng ta ai ai cũng tuân thủ nguyên tắc này, nói rộng ra thì tổ quốc ta sẽ được hưng thịnh, còn bé hơn thì nhân dân được an cư lạc nghiệp, cuộc sống hạnh phúc. Ai mà không muốn an cư lạc nghiệp chứ? Tôi cũng muốn truyền thụ lại tinh thần và tay nghề của cái nghề này. Nhưng mà ông nói xem, nhà của tôi. Dẹp đi, dẹp đi. Đừng nói gì nữa. Chúng ta đã sống qua cái tuổi 70 rồi. Có những chuyện đáng bỏ qua thì cứ nên bỏ qua. Tôi cũng muốn bỏ qua, nhưng tôi có bỏ được không? Tôi nói ông nghe, vạn vật trên thế giới đều có quan hệ nhân quả. Nếu cái tuổi này của chúng ta thì cứ thuận theo thời thế thôi. Nên từ bỏ hay từ bỏ? Từ bỏ, vậy tôi cũng đâu thể đặt mặt mũi mình xuống đất. Vậy không phải là lên voi xuống chó sao? Tôi nói này, có quan trọng như vậy không? Ông không mệt à? Này, ba mẹ chào buổi sáng. Phượng Nhi, Tam Nhi đâu? Tối qua Chí Bơ không dám về nên ngủ chỗ Thuận Tử rồi. Ba, là bọn con không đúng. Ba đừng giận nữa.
Con còn muốn nói gì? Con còn mặt mũi nói gì với ba đây? Con không dám. Nhưng con vẫn phải nói. Chí Bân làm như vậy cũng là vì nhà hàng, vì nhà chúng ta. Ba cũng đâu có thể mặc kệ. Kể cả cái nhà hàng này có sập tiệm, ba cũng chịu. Phượng Nhi, ba con đang giận. Hay là để hôm khác rồi nói. Mẹ, không để đến hôm khác được. Nếu bây giờ ba không đồng ý thì Chí Bân sẽ bị kiện. Hôm nay con phải nói luôn. Ba, con bé này bướng thật. Anh, chúng ta đúng là xui. Từ khi chúng ta nhận cái mặt xấu xí đó về, tiền thì kiếm được, còn nợ nần thì cả đống. Đúng thật. Có phải hắn làm điều gì thất đức rồi nên chúng ta mới phải chịu báo ứng? Anh em nói này, đúng là em có cảm giác. Em thấy căn phòng này như có một luồng âm khí, sau lưng cứ nhờ nhợ như bị trúng gió vậy. Hay là chúng ta tìm một thầy bói tới xem phong thủy. Cậu biết thầy nào sao? Biết chứ. Hoàng Mặt Rỗ, cuối đường phố Yên Đại Tà. Ai chứ? Hoàng Mặt Rỗ, cái người chơi với anh ngày xưa ấy. Cút cút đi. Hoàng Tinh Tinh, anh ta mà là đại sư. Từ nhỏ tới lớn, anh ta đều là người xấu, là quân lừa đảo. Bắt được ai là lừa người đó. Toàn bị lưu ban cái học hành gì mà đòi làm đại sư thầy bói. Anh ta bói toán được gì không? Anh em nói anh nghe, bây giờ người ta hot rồi, nổi danh rồi. Giờ người ta ghê lắm đấy, không còn là Hoàng Mặt Rỗ nữa. Đổi tên rồi là Hoàng Bán Tiên. Tìm anh ta đến xem quẻ xem phong thủy, còn phải hẹn trước ấy. Anh tự đi tìm người ta, người ta cũng không thèm tiếp. Chém đây còn cứ ở đó mà nghe. Còn đòi hẹn gặp, gặp là thấy mất mặt chứ còn ở đó mà hẹn. Ba, con biết chuyện này là bọn con sai. Bọn con nên bàn bạc trước với ba, chứ không phải là tiền trảm hậu tấu. Nếu ba không nghĩ cho bọn con thì cũng phải nghĩ cho mẹ, nghĩ cho anh cả, chị dâu chứ. Đừng nói chúng nó, đó là hai chuyện khác nhau. Sao lại là hai chuyện khác nhau, là cùng một chuyện? Ba cũng biết, tiền cọc nhà hàng đến tháng sau là phải trả rồi. Tháng này con làm hùng hục, liên hệ với cả hội du lịch trước đây, liên hệ với khách hàng cũ. Đến cả thầy Dương cũng giúp con kéo tiệc cưới về. Bây giờ việc kinh doanh không được như trước, nhưng vẫn có thể xoay sở được. Nhưng trong tháng này mà ba bắt bọn con hồi sinh lại, bọn con đâu có bản lĩnh đó chứ. Bân Tử cũng là thương con, sợ cũng không cầm cự được, muốn giúp con nên mới nghĩ ra cách này. Vị tiên sinh này, phiền anh không gọi tôi là Mặt Rỗ. Phiền anh gọi đại danh của tôi. Đại Mặt Rỗ. Đừng, anh ba nhiều năm như vậy rồi, sao anh vẫn giữ cái tính này chứ? Cứ thích bới móc người ta. Anh à, nhờ người ta giúp đi. Nghiêm túc nào, nghiêm túc. Đi, qua chỗ tôi xem thử. Có ai như anh không? Người ta muốn tìm tôi giúp, còn phải mời một dăm bảy lượt. Còn anh thì hay rồi, có chuyện muốn nhờ là nhờ. Còn dùng người ta phải nhanh lên. Nếu tôi không chịu là anh liền tới cào nhau. Anh được lắm. Ai bảo anh là bạn từ bé của tôi chứ? Mà cậu bạn này không thích nói lý. Phải, vậy để tôi dạy dỗ cậu. Đừng, anh ba. Đi, được chưa? Đi thôi, phiền quá. Nào, mời. Xin mời. Ba, ba biết bọn con cho cậu Tây đó thuê phòng giá bao nhiêu không? Muốn bao nhiêu thì muốn. Một năm 20 vạn, trả hết một lần. Ba xem, nếu không có số tiền này, bọn con có thể kéo dài được ít nhất là 3-4 tháng. Nói không chừng nhà hàng còn có thể cứu vãn được. Ba, ba cứ coi như là giúp bọn con đi. Ba, mẹ, Phượng Nhi, con đừng có gấp. Ba con ngang ngược lắm, con để ông ấy suy nghĩ đã.
Không còn sớm nữa, con về coi nhà hàng trước đi. Vậy con đi trước nhé. Chí Tùng, hội trưởng Lương, tan làm rồi sao còn chưa về nhà? Tôi đang xử lý bản ghi chép của cuộc họp hôm nay, lát nữa là xong. Hội trưởng Lưu, Lưu Phân, bây giờ cô chỉ có một mình à? Sao anh biết? Mấy hôm trước tôi thấy cô trong nhóm xem mắt. Vậy sao? Vậy sao anh không chào tôi một tiếng? Tôi sợ là cô ngại. Ngại gì chứ? Chồng tôi mất cũng 2 năm trước rồi, con cái cũng lớn, cho nên tôi muốn đi bước nữa. Chị nghĩ vậy cũng tốt. Tôi có quan hệ rất tốt với mấy hội xem mắt. Cuối tuần này có buổi xem mắt, hay là cô đi với tôi đi? Tôi có vài người bạn, điều kiện tốt lắm, biết đâu cô lại thích. Được, vậy quyết định như vậy nhé. Được, thứ bảy tôi đợi anh.